Ngọc Anh xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong ngày. Và ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Người đàn ông tát công an viên tại chốt kiểm dịch ở Hà Nội Ông O, người chửi bới ra tay, tát cán bộ công nhân viên ở Thạch Thất được xác định bị khuyết tật, đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần. Ngày 28 tháng 7, Công an huyện Thạch Thất Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh xử lý người đàn ông có hành vi chửi bới tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 xảy ra tại xã Thạch Xá. Cụ thể, khoảng 7 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân xã Thạch Xá lập chốt kiểm soát phòng chống dịch tại thôn Cầu Liêu theo chỉ thị 17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe đạp đến gần điểm chốt. Do người này đeo khẩu trang không đúng quy cách, nên anh đỗ văn quyến công an viên bán chuyên trách xã thạch xá và một số cán bộ khác trong tổ công tác đến gần nhắc nhở đeo khẩu trang không ra đường khi không thật sự cần thiết tuy nhiên người đàn ông đã không chấp hành mà buông lời lẽ chửi bới xúc phạm đánh vào mặt anh quyến sau khi nhận được tin báo công an xã thạch xá tiến hành xác minh xác định người đàn ông là lê quy o sinh năm 1983, trú tại thôn Vĩnh Lộc 3, xã Phùng Xá. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Phùng Xá cho biết, O là người khuyết tật đặc biệt nặng, dạng thần kinh tâm thần và đang được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước từ năm 2019. Trường hợp này được tiếp nhận chăm sóc và nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng Người Tâm Thần số 2, thôn Quy Mông, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên đã được hoãn tiếp nhận. Công an xã Thạch Xá đề nghị Ủy ban nhân dân xã Phùng Xá cùng các ban ngành địa phương và gia đình có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với O trong giai đoạn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.